Tội nghiệp em bé MT, nó đang đứng, nó chuẩn bị chạy đây. Em bé đang đứng chạy, tội nghiệp không? Chuẩn bị, sân khấu đang chuẩn bị nha quý vị. Ủa sao lâu vậy nè? Chuẩn bị gì mà lâu thế này? À, cái màn hình sao mình không có làm bự lên ta? À, đây. Đây nè, đó, ổng màu đỏ, ổng màu đỏ. Ổng màu đỏ cho đó đó. Xin lỗi, sao kéo màn hình lại không được vậy ta? Đây. Đây. Cô giáo bắt được, bắt đầu bắn súng lên nha nha, bắt đầu chạy nha. Chuẩn bị. Ổng đang mặc áo màu đỏ đó. Cái này là 200 m, bắt đầu chạy 200 m. Ok, thôi bây giờ mình đi về, phải lo cho mấy đứa nhỏ khác nữa rồi. Xin chào, tạm biệt.